Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 521 ánh mắt nhìn mình không tốt thì trong lòng vô cùng lo sợ. Ông ta cũng có phần lo lắng, nếu bản thân không ngăn lại, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến mạng người. Sau lưng ông ta tuy có Anh Long làm chỗ dựa, nhưng nếu xảy ra án mạng thì dù có Anh Long cũng không thể bảo vệ được ông ta. Mấy tên thanh niên nghe thấy giọng Mô Lương, vẻ mặt ngập ngừng dừng lại. "Ông chủ à, chúng tôi đã đánh dương ân một trận rồi." bây giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Thanh niên tóc vàng cười xòa nói. Đi! Audio điện tử võ tấn bền. Ngô Lương cười lạnh, chỉ vào phòng viết đầy hỗn loạn, nói, náo loạn tiệm của ông đây ra như vậy, bọn mày muốn đi, muốn trốn tránh cũng được quá nhỉ. Thanh niên tóc vàng nghe vậy, lập tức cười khổ. Ông chủ à, chúng tôi thật sự không có tiền, ông thả chúng tôi ra đi, lần này đều là do tên khốn nạn Dương Ân này làm, nếu ông muốn đòi tiền thì tìm nó đi." Thanh niên tóc vàng vừa nói xong, thanh niên béo vội lên tiếng hùa theo. "Đúng vậy đó ông chủ, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, đều là do tên khốn Dương Ân này lừa chúng tôi, oan có đầu nợ có chủ, ông nên đi kiếm nó đi." Ngô Lương cười lạnh, lắc đầu. "Lần sau ông đây mặc kệ lỗi ai, dù sao tụi mày đều phải bỏ tiền, không bỏ tiền ra được thì đừng nghĩ mà đi ra khỏi đây." Nghe thấy lời của Ngô Lương, sắc mặt nhóm thanh niên tóc vàng lập tức thay đổi. Ông chủ, trên người chúng tôi thật sự khôn có nhiều tiền như vậy, dù cộng hết tiền trên người cả đám chúng tôi cũng không đủ 180.000. Thanh niên tóc vàng khóc lóc cầu xin. Ngô Lương cười lạnh, ông đây mặc kệ, bây giờ, lập tức lấy tiền trên người tụi mày đưa cho tôi, nếu không đủ, tụi mày cứ ở đây làm công trừ tiền đi, khi nào trả hết nợ, thì lúc đó tụi mày mới được đi. Nói xong, ông ta không buồn nhìn vẻ mặt đám thanh niên tóc vàng, lập tức gọi bảy bảo vệ quán ba đến. mấy tên bảo vệ ai cũng cao lớn, tay cầm gậy, vẻ mặt hung hăng vây mấy người họ lại. nhóm thanh niên tóc vàng nhìn mấy tên bảo vệ vây xung quanh, ánh mắt nhìn mình không tốt thì trong lòng vô cùng lo sợ. thấy nhóm thanh niên tóc vàng vẫn không có bất kỳ động tác gì, một bảo vệ vóc dáng cao lớn lập tức tiến lên, đánh thẳng một gậy vào một thanh niên ốm yếu kế bên thanh niên béo kia chương 522, các cậu chỉ có 80.000 thật à. Một phút sau, mấy người thanh niên tóc vàng gom góp hết số tiền trên người rồi đưa cho ngô lương. Đại ca, bọn tôi chỉ gom được 30.000 cộng thêm tiền trong điện thoại, cũng chỉ được 80.000, chúng tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Thanh niên tóc vàng thấp thỏm nhìn ngô lương nói. Ngô lương nhận tiền, hung dữ nhìn thanh niên tóc vàng nói, các cậu chỉ có 80.000 thật à. Thanh niên tóc vàng vội gật đầu. Chỉ có nhiều đó thật, bây giờ chúng tôi chẳng thể lấy ra thêm một xu nào nữa lúc này cậu ta cảm thấy hối hận không thôi mình không nên vì một chút lợi nhỏ mà đến đây giả vờ giả vịt với dương ân bây giờ không chỉ đắc tội với người không nên đắc tội mà ngay cả tiền tiết kiệm của mình cũng đi tong không chiếm được hơi mà ngược lại còn chọc phải ổ kiến nếu trên đời này có thuốc hối hận có đánh chết cậu ta cũng không đến đây nữa nghe thanh niên tóc vàng nói thế ngô lương khẽ cười ông muốn các cậu bồi thường 180.000, bây giờ các cậu chỉ có 80.000, còn 100.000 nữa, các cậu định làm thế nào? Thanh niên tóc vàng sợ hãi không dám nhìn ngô lương, cắn răng thận trọng nói, đại ca, hay là bọn tôi viết giấy nợ cho ông nhé? Đợi chúng tôi có tiền nhất định có thể trả cho ông. Giấy nợ. Nghe thanh niên tóc vàng nói thế, ngô lương cười mỉa, khinh thường nói, cậu xem ông đây là tên ngốc à, đến khi các cậu đi khỏi đây, nếu các cậu chạy không chịu thanh toán thì tôi tìm ai nói lý đây." Thanh niên tóc vàng đổi sắc, đang định nói gì đó nhưng lúc này chỉ thấy Ngô Lương bỗng xua tay. "Các cậu không trả 100.000 còn lại cũng được nhưng tôi có một điều kiện." Mấy người thanh niên tóc vàng mừng rỡ khi nghe ông ta nói thế. "Đại ca, ông nói đi, dù là điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý." 100.000 không phải là con số nhỏ, nếu có thể không trả thì bảo họ làm gì cũng được nhìn dáng vẻ chờ đợi của mấy người này, ánh ngô lương nở nụ cười tàn nhẫn. chương 523, mẹ kiếp, đúng là xui xẻo. Tôi cho các cậu nửa tiếng, nếu trong vòng nửa tiếng mà không gom đủ tiền thì cứ làm theo những gì tôi nói. Thanh niên tóc vàng hoảng sợ, nhanh chóng xoay người nhìn đám người phía sau tức giận quát. Mẹ kiếp, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi mượn tiền, ông không muốn chết ở đây. Nếu làm theo ngô lương nói 100 đồng là một rùi cui điện, mà họ muốn trả hết 100.000 thì phải chịu đựng 1.000 đòn rùi cui điện. Dù là 10 rùi cui họ cũng không chịu được chứ đừng nói là 1.000. Nghe thế mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện mượn tiền. Thanh niên tóc vàng thấy Dương Ân mềm nhũn ngây người dưới đất lập tức nổi giận, đi đến trước mặt Dương Ân đạp vào lưng cậu ta. Địch, mày còn ngây ra đó à? Không mau gọi điện mượn tiền đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay là do Dương Ân, dĩ nhiên cậu ta rất hận Dương Ân. Dương Ân bất lực chỉ đành lấy điện thoại gia đình gọi điện mượn tiền nhưng sau khi rút điện thoại ra cậu ta lại sửng sốt. Không biết từ lúc nào màn hình điện thoại của cậu ta đã vỡ. Nếu là bình thường điện thoại vỡ, Dương Ân sẽ đau lòng một chút nhưng bây giờ trong mắt cậu ta không chỉ không chút đau lòng nào mà ngược lại còn đầy vẻ vui mừng. Vì điện thoại hỏng rồi thì không thể gọi, như thế cậu ta có thể không cần mượn tiền người khác nữa. Cậu ta không cần gom tiền cho đủ 100.000 đó. Cậu ta chỉ vào điện thoại của mình, ngẩng đầu lên nhìn mấy người thanh niên tóc vàng nói, "Điện thoại tôi hỏng rồi, không gọi được." Sắc mặt thanh niên tóc vàng hơi khó coi, giật lấy điện thoại trong tay Dương Ân. Cầm điện thoại xem xét một lúc, sắc mặt thanh niên tóc vàng trở nên u ám. "Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo." Cậu ta phun nước bọt xuống đất, dùng sức đập mạnh điện thoại Dương Ân xuống đất khiến nó rơi vỡ tan tành thế thế, Dương Ân cũng không chỉ không tỏ vẻ đau lòng mà còn lộ ra vẻ mừng rỡ. Thanh niên tóc vàng trợn mắt nhìn Dương Ân, tức giận nói, "Họ Dương kia, mày đợi đấy, chuyện hôm nay chưa xong đâu." "Chương 524 còn chuyện gì nữa à?" Nghe thanh niên tóc vàng nói thế, sắc mặt Ngô Lương mới tốt hơn một chút, đưa điện thoại sang. Không lâu sau, thanh niên tóc vàng chuyển 100.000 cho Ngô Lương. Lúc này Ngô Lương mới hài lòng gật đầu, bảo mấy bảo vệ lui ra ngoài xem như các cậu biết điều bây giờ các cậu có thể cút rồi nhớ đấy sau này đừng đến chỗ của ông nữa nếu không ông sẽ khiến các cậu nếm mùi sống không bằng chết mấy người kia vội gật đầu thật ra không cần ngô lương nói sau này họ cũng không dám đến nơi như vậy nữa chuyện như vậy trải qua một lần là đủ nếu thêm lần nữa họ sợ mình sẽ để lại mạng sống ở đây mất sau đó đám người thanh niên tóc vàng vội vã chạy đi trước khi đi họ còn không quên nói mấy lời đe dọa dương ân thấy đám người thanh niên tóc vàng rời khỏi đó dương ân mới thở phào xoay người định đi nhưng đúng lúc này giọng mô lương vang lên từ phía sau cậu ta đứng lại nghe thấy giọng mô lương dương ân hoảng sợ vội dừng lại sau đó quay đầu lại cậu ta nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc ông chủ ông chủ ngô không phải đã trả tiền cho ông rồi sao còn chuyện gì nữa à ngô lương trợn mắt nhìn dương ân sầm mặt nói tôi hỏi cậu một câu cậu phải trả lời thật nếu không đừng trách ông không khách sáo dương ân gật đầu chỉ cần đối phương không bắt cậu ta đền tiền thì bảo cậu ta làm gì cũng được ông chủ ngô ông cứ hỏi chỉ cần là điều tôi biết tôi sẽ nói hết mọi chuyện dương ân sợ thật rồi cậu ta không dám có bất kỳ tâm tư nào khác nữa nhìn thái độ của dương ân ngô lương hài lòng gật đầu sau đó ông ta hít sâu một hơi nói, cậu là người họ sở đi khỏi đây lúc nãy có quan hệ gì. Dương ân nghĩ ngô lương gây chuyện gì với mình nên vội vàng xua tay, hoảng sợ nói, ông chủ ngô, ông đừng hiểu lầm, tôi không có quan hệ gì với anh ta cả. Dương ân vừa dứt lời, ngô lương đập vào mặt bàn trước mặt. Ông muốn nghe sự thật, nếu cậu dám dở trò trước mặt ông thì hôm nay cứ bỏ ra khỏi đây đi. Nghe thế sắc mặt Dương ân trắng bệch. Trường 525 cút cho ông nói rồi ngô lương căng thẳng nhìn dương ân thậm chí ánh mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi nhìn phản ứng của ngô lương dương ân cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cậu ta vẫn nói tên sở bắc anh ta tên là sở bắc sở bắc quả nhiên là cậu ta nghe dương ân nói thế ngô lương cũng không còn kiêu căng như trước nữa sắc mặt tái nhợt dáng vẻ như mất hồn thấy thế dương ân không khỏi cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên cậu ta do dự một lúc mới hỏi ông chủ ông chủ Ngô, ông không sao chứ? Thế nhưng cậu ta vừa dứt lời, Ngô Lương đã tức giận quát cậu ta: "Cút, cút cho ông!" Mặt mày Dương Ân tái mét nhìn sắc mặt khó coi của Ngô Lương, không dám chậm chế vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Sau khi Dương Ân đi, Ngô Lương hoàn hồn, hai tay run rẩy lấy điện thoại ra định gọi điện thoại, nhưng đúng lúc này điện thoại ông ta bỗng vang lên. Ngô Lương nhìn tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt thay đổi. Trong lòng bỗng chốc xuất hiện một luồng khí lạnh. Ông ta run rẩy nhận điện thoại. "Chào anh Long, tôi là." Ông ta vừa lên tiếng đã bị giọng nói hùng hồn ở đầu bên kia điện thoại ngắt lời. "Đến gặp tôi trong vòng 10 phút, chậm một phút ông tự mình xem mà giải quyết." Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Mô Lương trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này trong mắt ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông ta cực kỳ quen thuộc với giọng nói này, thậm chí là khắc cốt ghi tâm. Vì chủ nhân giọng nói này là ông trùm thế lực ngầm ở cả thành phố Tân Hải Long Tam. Hơn nữa Long Tam còn là lão đại của Long Hổ môn. Trong Long Hổ môn, Long Tam có một cái tên rất vang dội, đó là Anh Long. Có thể nói trước khi người đàn ông đó xuất hiện thì mọi người trong thế giới ngầm ở Tân Hải đều nể mặt Long Tam. Vì Long Tam có khả năng để uy hiếp đến các thế lực của cả Tân Hải. Nhưng từ sau khi người đàn ông đó xuất hiện, Long Tam như thể biến thành một người khác mươi 526, tiểu tuyết, em không trách anh không giúp nó chứ. Long Tam từng đích thân nói với ông ta và tất cả mọi người ở Long Hổ Môn rằng họ có thể đắc tội với bất kỳ ai ở thành phố Tân Hải nhưng chỉ có một người tuyệt đối không thể đắc tội. Tên người này là Sở Bắc. Theo như Long Tam miêu tả thì Sở Bắc đúng là một người mù. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, Ngô Lương hiểu ra tại sao Long Tam lại gọi cho mình vào lúc này. Nhưng chính vì hiểu nên ông ta mới trở nên sợ hãi như thế anh long tôi ông ta mấp máy môi muốn cầu xin tha thế nhưng ông ta vừa lên tiếng long tam đã ngắt lời tôi không muốn lặp lại lần thứ hai nếu ông dám không nghe lời tôi thì đừng trách tôi không nể tình cũ đến lúc đó người long hổ môn sẽ đến dọn sạch chỗ của ông nói rồi long tam cúp máy không cho ngô lương cơ hội nói lời nào nữa thôi xong ngô lương thất thần ném điện thoại xuống đất ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng nhưng sau đó ông ta hoàn hồn lại nhớ đến những lời Long Tam vừa nói với ông ta qua điện thoại, vội vàng nhặt điện thoại lên rồi xoay người chạy ra ngoài. Đi theo Long Tam đã lâu, ông ta biết rõ trước giờ Long Tam nói một là một. Nếu ông ta không thể đến đó trong vòng 10 phút thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngô Lương lái xe chạy về phía xa với tốc độ không cần mạng sống. Sau khi ra khỏi khách sạn, Sở Bắc không đến nơi nào khác mà gọi một chiếc xe đến cửa hàng đồ chơi của Lạc Tuyết vì trước đó anh đã hẹn với lạc tuyết giải quyết chuyện của dương ân nên anh quay về cửa hàng đồ chơi vừa bước vào cửa hàng sở bắc đã cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập đi về phía mình sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên sở bắc sao rồi dương ân gọi anh đến có việc gì nó không gây ra dối rác lớn gì chứ lạc tuyết vừa đi về phía sở bắc vừa lo lắng hỏi sở bắc im lặng một chốc rồi hít sâu một hơi nói, nó đúng là đã gây hỏa nhưng có lẽ không nghiêm trọng lắm. Nói rồi anh kể lại chuyện xảy ra ở khách sạn lúc nãy cho Lạc Tuyết nghe. Nghe xong sắc mặt Lạc Tuyết trở nên rất khó coi. Dương Ân quá đáng thật, nó nghĩ mình là ai, bản thân gây chuyện ở ngoài lại còn muốn anh dọn dẹp cho nó, đúng là quá đáng mà. Lạc Tuyết tức giận nói. Sở Bắc mỉm cười nói, "Tiểu Tuyết, em không trách anh không giúp nó chứ?" Sao có thể Lạc tuyết lắc đầu nói, anh không giúp nó là đúng, số tiền đó là 180.000 chứ không phải 108 đồng, cũng không phải 1.800, tại sao nó lại bảo anh thanh toán cho nó chứ? Trong mắt lạc tuyết, 180.000 không phải là con số nhỏ. Hành động của Dương Ân rõ ràng đã chạm vào giới hạn của cô khiến cô cực kỳ tức giận. Nhưng sau đó vẻ mặt cô lại trở nên lo lắng. chương 527, xin anh Long tham mạng. Dương Ân là một người có lòng tham không đáy, dù Sở Bắc có trả giúp cậu ta 180.000 để thanh toán bữa ăn, thì cậu ta cũng sẽ không biết ơn anh chút nào. Hơn nữa, có thể cậu ta vừa không biết ơn anh, mà còn quay đầu cắn ngược lại anh cũng là. Loại người như Dương Ân cần phải được dạy cho một bài học nhớ đời thì mới yên thân được. Một lát sau, Lạc Tuyết mới định thần lại, cô thoáng do dự rồi nói, "Em thấy hơi lo, anh không giúp cậu ấy thì kiểu gì cậu ấy cũng đi nói xấu và mách tội của anh với mẹ em đấy." sở bắc chỉ mỉm cười lắc đầu. Không sao, cậu ta muốn mách ai thì mách, dẫu sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh đường đường là một chiến thần mà phải sợ loại người đê hèn ấy sao? Với anh mà nói thì chút thủ đoạn của Dương Ân chỉ như trò trẻ thôi, gần như không có một chút uy hiếp nào cả. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết vẫn thấy hơi lo lắng. Hay mình về nhà đã nhé? Dù Lạc Tuyết vẫn chưa làm xong việc, nhưng hiện giờ cô không còn tâm trạng để làm gì khác nữa xong, sở bác lại mỉm cười lắc đầu. Em đừng lo, không có chuyện gì đâu, bây giờ vẫn còn sớm, mà ở đây lại còn nhiều việc, mình cứ làm thêm một lúc nữa rồi về. Lạc tuyết đắn đo một chút rồi gật đầu. Thế cũng được, tại một câu lạc bộ tư nhân trên phố Hán Đường. Ngô Lương run rẩy đến đây, sau đó được một người thanh niên cao gầy đeo kính dâm dẫn vào trong một phòng bao sang trọng. Lúc này, đang có một người đàn ông trông rất oai nghiêm đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng Gã cầm một con dao trong tay, sau đó xoay tròn, con dao xoay tít khiến ai nhìn cũng phải thấy hoa mắt Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, người đàn ông đeo kính dâm đã dẫn ngô lương đi vào Anh Long, ngô lương đến rồi ạ à? Người đàn ông đeo kính lễ phép cúi chào người thanh niên đang ngồi trên sofa Người thanh niên ấy gật đầu mươi 528, Tha Ư có thể người khác không biết người thanh niên này là ai, nhưng ông ta thì biết rất rõ. Đây chính là Long Tam Đại Ca của Long Hổ Môn, một nhân vật phong vấn của Tân Hải. Đúng ra mà nói thì ông ta cũng là người của Long Tam. Song hiện giờ, ông ta chỉ thấy lạnh buốt và vô cùng khiếp sợ. Vì ông ta hiểu rất rõ sự đáng sợ của người này, dù gã không nói gì, nhưng chỉ cần đứng đối mặt với gã như này thôi cũng đủ khiến ông ta sợ mất mật rồi. Cuống hồ, Ông ta còn biết rõ lý do mà Long Tam gọi mình đến đây. Tha ư? Người thanh niên cắm con dao lên mặt bàn, sau đó lạnh băng nhìn Ngô Lương. Tha thế nào, thử nói xem mình phạm lỗi gì đi, nếu nói đúng thì tôi sẽ tha cho. Nghe thấy thế, Ngô Lương vội lau mồ hôi trên mặt rồi run rẩy nói. Anh Long, tôi không nên đắc tội với anh sở, tôi đã chọc giận sai người, xin anh nể tình xương nghĩa cũ mà tha cho tôi lần này. Cheng ngô lương vừa nói dứt câu thì long tam đã hất cả bình rượu xuống đất vỡ tan sau đó gã lạnh mặt nhìn ngô lương với vẻ mặt vô cùng đáng sợ ông có biết anh sở là người mà đến tôi cũng không dám đắc tội không ngô lương gật đầu lia lịa long tam đã nói điều này rất nhiều lần nhưng khi ấy ông ta cứ ngỡ là gã nói quá lên chứ anh sở trong truyền thuyết đó không thể siêu phàm như long tam nói được nhưng cho đến vài ngày trước ông ta đã tình cờ được một người bạn kể cho nghe về vụ xung đột giữa Long Tam và một người bí ẩn họ sở. Trong lần xung đột đó, đại ca của Long Hổ Môn ở Tân Hải thậm chí còn không có dũng khí để ra tay với sở Bắc. Không chỉ vậy, Long Tam còn vô cùng ngoan ngoãn như bậc con cháu với anh. Sau khi biết chuyện đó, Ngô Lương mới ý thức ra một điều rằng Long Tam không hề nói quá lên một chút nào, anh sở bí ẩn đó mới là nhân vật lớn không thể động đến ở Tân Hải nhưng ông ta không thể ngờ tên ngù mà mình gặp hôm nay lại là anh sở trong truyền thuyết ấy. Nhưng bây giờ, ông ta có muốn hối hận thì cũng muộn mất rồi. Trường 529 huống chi chỉ là một cái tát với mấy cú đá. Nói rồi, Ngô Lương lại dập đầu thật mạnh với Long Tam. Long Tam thấy thế thì cười lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn con dao gọt hoa quả ở trên bàn rồi rút ra. Keng! Gã ném con dao trước mặt Ngô Lương với vẻ tàn khốc theo quy tắc của long hổ môn chúng ta ông đã làm hỏng thanh danh của tôi còn suýt nữa khiến cả môn phái bị vạ lây giờ tôi chỉ muốn xin ông ba ngón tay thôi ý ông sao ba ngón tay nghe thấy thế ngô lương sợ đến mức tái mặt ông ta run lên như cầy sấy anh long tôi biết lỗi rồi ạ à. xin anh cho tôi một cơ hội sửa sai sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh ngô lương bật khóc nói hiện giờ trông ông ta vô cùng hèn mọn không còn một chút dáng vẻ huynh hoang nào như lúc ở khách sạn nữa. Long Tam cười lạnh nói, ông muốn giữ lại ngón tay thì cũng được thôi, nhưng có giữ được hay không thì còn phải xem số ông thế nào đã. Nghe Long Tam nói vậy, mắt ngô lương lóe lên một tia hy vọng biên cuồng. Anh Long, anh nói đi ạ, à, chỉ cần giữ được tay thì anh bảo gì tôi cũng làm. Long Tam đứng dậy rồi đi tới cạnh ngô lương, sau đó tát cho ông ta một cái đau điếng. Tiếp đó, gã lại đạp cho ngô lương mấy phát đây là hậu quả cho việc ông dám mang tên tôi ra để làm chuyện sằng bệnh ông có phục không ngô lương gật đầu ngay bây giờ dù long tam có muốn giết ông ta thì ông ta cũng không dám ho he nửa lời huống chi chỉ là một cái tát với mấy cú đá với ông ta mà nói chỉ cần qua được cơn phong ba này dù long tam có đánh cho ông ta thừa sống thiếu chết thì ông ta cũng cam lòng long tam thấy thế thì cũng nguôi giận hơn phần nào ngay sau đó gã đấy lấy một mẩu giấy trong túi áo ra rồi ném cho Ngô Lương. Số điện thoại đấy, ông biết phải làm gì chưa? Ngô Lương cầm lấy mẩu giấy rồi mở ra xem. Sau đó, ông ta cất cẩn thận đi. Đội ơn anh Long, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời. Long Tam xua tay rồi chợt lạnh mặt. Trường 530 ngay sau đó, bà ta đã biến sắc mặt. Sau khi rời khỏi khách sạn, vì bị đánh cho thâm tím mặt ông nên Dương Ân không đi chơi ở đâu nữa, mà về thẳng biệt thự. Nhưng vì điện thoại đã mất, có bao nhiêu tiền cũng đã đền hết cho mô lương nên giờ không còn một xu dính túi, cậu ta đành quốc bộ về nhà. Vì thế, dù khách sạn cách biệt thự không xa, nhưng cậu ta vẫn phải đi mất nửa tiếng mới về đến nơi. Vừa về đến biệt thự, Dương Ân đã nhìn thấy mẹ mình là Chu Lệ đang ngồi nhàn nhã phơi nắng với Chu Cầm trong sân. Trông thấy thế, Dương Ân chợt thấy vô cùng tủi thân nên lập tức đi về phía mẹ mình. Chu Lệ và Chu Cầm đang tám chuyện hăng say thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nên ngoái lại nhìn. Khi Chu Lệ nhìn thấy con trai mình bị thương khắp mình mẩy thì lập tức xứng người. Ngay sau đó, bà ta đã biến sắc mặt. Tiểu ân, con bị làm sao thế này? Con bảo đi ăn với bạn cơm mà, sao lại thành ra nông nỗi này? Chu Lệ kinh ngạc hô lên, thậm chí còn không thèm sỏ giày mà vội vã chạy đến cạnh Dương Ân ngay rồi nhìn cậu ta với vẻ thương xót. Chu Lệ không hỏi thì thôi, chứ vừa hỏi một cái là dương ân lập tức trào dâng cảm giác tủi hần ngay mẹ hu hu suýt nữa con không được về với mẹ rồi mẹ phải đòi lại công bằng cho con đứng trước mặt mẹ mình dương ân như biến thành một đứa trẻ cậu ta ôm chặt lấy mẹ mình rồi gào khóc lớn lên chu lệ đau lòng xót ruột vội vàng vỗ về cậu ta tiểu ân mau kể cho mẹ nghe rốt cuộc có chuyện gì sao con lại thành ra thế này chu lệ sốt sắng hỏi dương ân buông mẹ mình ra rồi lập tức xa sầm mặt cậu ta nghiến răng kèn kẹt nói tất cả là tại sở bắc nên con mới bị thế này sở bắc nghe thấy thế chu lệ ngạc nhiên con kể nhanh lên thằng mù vô dụng ấy đã bắt nạt con thế nào chu cầm ở bệnh cạnh nghe chu lệ gọi sở bắc là thằng mù vô dụng thì cũng có vẻ bực mình dù bà ta cũng không ưa gì sở bắc nhưng dẫu sao anh cũng là con rể của bà ta Chu Lệ nói anh như vậy có khác nào gián tiếp vả vào mặt bà ta đâu cơ chứ. Chu Cầm do dự một lát rồi bước tới. Dì nó này, dì đừng có sồn sồn lên như thế, cứ để Tiểu Ân kể xem có chuyện gì đã rồi hãy bình luận. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 531 xui người khác đánh ư, mau kể mẹ nghe, sở bác đã bắt nạt con thế nào. Dương Ân căm phẫn nói, con đang ăn cơm với mấy thằng bạn, đến lúc thanh toán, con mới biết là thiếu tiền nên gọi cho sở bắc nhờ anh ta đến trả giúp chu lệ cao ông rồi hỏi thế nó có đến không dương ân gật đầu anh ta có đến nhưng khi nghe thấy con nhờ thanh toán hộ thì chẳng những từ chối mà còn lạnh lùng nói ra những lời rất khó nghe nói đến đây cậu ta ngước lên nhìn chu lệ rồi chợt nổi giận cậu ta nghiến răng nói mẹ mẹ có biết không anh ta vừa mắng con bằng những lời lẽ cay nghiệt vừa mắng mẹ là mụ già tranh chua, chẳng còn coi ai ra gì hết. cái gì? nghe thấy thế, mặt chu lệ lập tức xa sầm lại. láo quá rồi, nói sao thì mẹ cũng là dì vợ của nó, mà nó dám nói mẹ như thế à? đúng là cái thứ mất dậy. chu lệ tức giận chửi bới, sau đó ngẩng lên nhìn chu cầm với vẻ nóng này. chị, chị xem thằng con rể quý hóa của chị đi, em không thể hiểu ngày xưa chị nghĩ gì mà lại gả lạc tuyết cho cho cái loại người như nó nữa nghe thấy thế chu cầm nhíu chặt hàng lông ông lại sở bắc là con rể của bà ta dù bà ta luôn chẳng ưa gì anh nhưng tính cách của anh thế nào thì bà ta hiểu rất rõ trong ấn tượng của bà ta sở bắc là một người rất biết trước biết sau anh không bao giờ tùy tiện mắng chửi ai bà ta không tin lời của dương ân lắm nhưng lại không thể giải thích với em gái mình được bà ta biết mình mà lên tiếng thì khéo chu lệ còn làm lớn chuyện hơn nữa nghĩ vậy bà ta trần trừ một chút rồi hít sâu một hơi, nói, gì nó, gì đứng có cuống lên thế, chờ sở bác về rồi chúng ta cùng đối chất. Nếu đúng là nó làm chuyện quá đáng thì tôi sẽ phân xử giúp gì. Đối chất, nghe thấy thế, chu lệ gào lên. Còn đối chất gì nữa, chị xem con rể chị đã làm gì con trai em đi. Chị, sự thật rành rành ra thế này rồi mà chị vẫn định thiên vị nó hay sao? Nghe chu lệ nói vậy, chu cầm nhăn mặt. Bà ta hít sâu một hơi, sau đó nghiêm mặt nhìn Dương Ân rồi hỏi, "Sở Bác đánh cháu bị thương đây hả?" À? Dương Ân lắc đầu rồi thoáng có vẻ mất tự nhiên. "Chương 532 để mẹ bôi thuốc cho nào." "Bác, bác nói thế ý bảo cháu vụ oan cho Sở Bác ạ?" À. Bị cháu mình hỏi như vậy, Chu Cầm bắt đầu thấy bực. "Tiểu Ân, cháu yên tâm, bác sẽ không thiên vị bất kỳ ai cả. Nếu chuyện đúng như cháu kể và là lỗi của Sở Bác thì bác sẽ đòi lại công bằng cho cháu." Nói đến đây, Liếc thấy em gái mình lại định nói gì đó thì Chu Cam chợt lạnh mặt nói. "Gì nó, tôi biết gì đang nghĩ gì, tôi chỉ nói một câu thôi, dù chúng ta là chị em ruột, nhưng chuyện gì đúng thì phải cho là đúng, gì cũng không muốn tôi bị khó xử đúng không?" Chu Lệ còn định nói đỡ thêm cho con trai mình mấy câu, nhưng nghe Chu Cầm nói vậy thì chỉ biết cười gượng rồi nuốt những lời muốn nói xuống bụng. "Chị, nếu chị đã nói vậy thì chúng ta cùng đợi Sở Bác về rồi ba mặt một lời." Nói rồi, chu lệ lại đau xót nhìn con trai mình. Con trai, con thấy sao rồi? Có đau lắm không? Để mẹ bôi thuốc cho nào? Dương ân gật đầu rồi tỏ vẻ tuổi thân. Mẹ ơi, lần này, con bị người ta đánh cho bầm dập. Mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Chúng nó còn đập hỏng điện thoại của con nữa. May mà con chạy nhanh, không thì mẹ không gặp lại con được nữa đâu. Dương ân nhìn chu lệ rồi bắt đầu kể khổ. Nghe thấy thế, chu lệ càng điên tiết hơn con yên tâm, chờ thằng khốn kia về, mẹ sẽ cho nó một trận. Dứt lời, Chu Lệ kéo Dương Ân đi vòng qua người Chu Cầm rồi đi lên tầng trên bôi thuốc. Chu Cầm chỉ biết cao mày nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con nhà ấy. Đây rõ ràng là nhà bà ta, nhưng hiện giờ hai mẹ con Chu Lệ lại coi bà ta như người ngoài. Mẹ con họ ở đây còn tự nhiên hơn ở nhà, điều này khiến Chu Cầm thấy rất không thoải mái. Xem ra, mình phải nhanh chóng kiếm cái cớ gì đó để tống cổ hai mẹ con nhà này về thôi. Lúc Chu Cầm đang nghĩ vậy thì cửa biệt thử bị đẩy mở, Sở Bắc và Lạc Tuyết đã về. Thấy hai bọn họ vào nhà, Chu Cầm lập tức nhìn chằm chằm vào Sở Bắc. Không chờ hai người đi tới gần, bà ta đã bước lên trước. "Tiểu Tuyết, Sở Bắc, hai đứa về đúng lúc đấy, mẹ có chuyện muốn hỏi đây." Chương 533 có quá đáng không cơ chứ? Nghe thấy thế, Lạc Tuyết có vẻ nghi hoặc mẹ rốt cuộc có chuyện gì thế ạ à? chu cầm hít sâu một hơi rồi nhìn sang sở bắc sở bắc cậu nói thật cho tôi biết cậu có liên quan đến chuyện của dương ân không sở bắc nghe thấy thế thì lập tức lắc đầu không chút do so dự không không ư nghe anh trả lời như vậy chu cầm lập tức thở phào một hơi nhưng ngay sau đó bà ta lại cau mày bà ta nhìn chằm chằm vào sở bắc một lúc rồi hỏi thế hôm nay cậu có gặp dương ân không sở bắc gật đầu, không hề phủ định. Chu cầm thấy thế thì hỏi tiếp ngay, Dương Ân vừa về kể là nó mời các bạn đi ăn, lúc thanh toán không đủ tiền nên đã gọi điện cho cậu, muốn nhờ cậu trả tiền giúp, nhưng cậu đã từ chối, có chuyện này không? Có. Sở bắc bình thản đáp. Nghe thấy thế, Chu cầm càng nhíu chặt mày hơn. Bà ta bắt đầu bực mình nói, chỉ có một bữa ăn thôi mà, dẫu sao Dương Ân cũng là em họ của Tiểu Tuyết và là em vợ của cậu, sao cậu không trả tiền cho nó? có nhất thiết phải khó khăn đến vậy không? Xong, Sở Bác chỉ trầm mặc, chứ không trả lời câu hỏi của Chu Cầm. Ngược lại, Lạc Tuyết bắt đầu thấy bực. "Mẹ, chuyện này sao có thể trách Sở Bác được? Mẹ không biết rõ chuyện này thì để con kể chi tiết cho mà nghe." Dứt lời, Lạc Tuyết định kể hết mọi chuyện cho mẹ mình biết. Xong, đúng lúc này, Chu Lệ đã kéo Dương Ân đi xuống. "Còn gì nữa mà kể? Chưa đủ rõ ràng hay sao? Tiểu Tuyết, cháu cũng thật là" lấy ngay phải một thằng chồng keo kiệt, lại còn mù loa, sau này sẽ đến lượt cháu chịu khổ đấy. Lạc tuyết lập tức cau mày lại. Gì, chồng cháu có ra sao thì cũng là chuyện của cháu, hình như không liên quan đến gì đâu ạ. À. Chu lệ đứng hình, bà ta không ngờ một người luôn ngoan ngoãn như lạc tuyết lại dám cãi mình. chương 534, không liên quan đến cậu ư. Tiểu tuyết, đây là gì ruột của con đấy, sao con lại hỗn hào với gì thế hả? Xin lỗi gì mau lên. Lạc tuyết lắc đầu với vẻ kiên định. Bọn con không sai, sao phải xin lỗi ạ? À? Chu cầm nổi đoá, đang định cất giọng mắng nhiếc thì Chu Lệ đã giành nói trước. Thôi, em cũng chẳng phải người thích so đo với người khác, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện của Tiểu Ân và Sở Bắc đi. Nói đến đây, bà ta quay sang nhìn Sở Bắc. Sở Bắc, có phải cậu đã từ chối thanh toán tiền ăn cho con trai tôi không? Sở Bắc gật đầu. Đúng vậy, Chu Lệ nghe thấy thế thì chỉ muốn phát điên dẫu sao tiểu ân cũng là em họ của tiểu tuyết nó nhờ cậu trả hộ một bữa ăn thôi mà cậu cũng làm được hay sao sở bắc lắc đầu rồi thờ ơ nói tôi và cậu ta không có quan hệ gì cả tại sao tôi phải trả tiền ăn cho cậu ta chứ cậu câu trả lời của sở bắc đã khiến chu lệ càng thêm tức giận nhưng bà ta biết rõ sở bắc không hề sợ mình nên chỉ đành chuyển hướng sang chu cầm chị chị nghe thấy chưa đây là thái độ của con rể chị với người lớn trong nhà đấy Tiểu Tuyết ngủ rồi mới lấy nó. Chu Cầm sầm mặt lại, vì là một người rất ưa sĩ diện nên dù Chu Lệ có là em gái mình, nhưng nếu đối phương quá lời thì bà ta vẫn phải hơn thua đến cùng. Nhưng bây giờ, khi nghe Chu Lệ nói thế, Chu Cầm như rơi xuống vực thẳm. Sở Bắc, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Cậu trả giúp Tiểu Ân thì sao nào? Tại sao cậu lại từ chối? Đã thế còn sai người đánh thằng bé nữa. Sai người đánh Sở Bắc lắc đầu rồi tỉnh bơ nói, tôi không sai ai cả, Dương Ân bị đánh cũng không liên quan đến tôi. Không liên quan đến cậu ư. Chu Lệ cười lạnh một tiếng rồi căm phẫn nhìn Sở Bắc, nói, sao, ý cậu là con tôi đổ oan cho cậu hả? Sở Bắc gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này, Lạc Tuyết cũng nói thêm, gì, gì hiểu lầm rồi. Cháu rất hiểu Sở Bắc, anh ấy không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Xong, Chu Lệ chỉ cười khẩy một tiếng. Chương 535, cậu không biết ư? Chu Cầm ngập ngừng một chút rồi nói, "Gì nó, gì đừng nóng thế, chuyện vẫn chưa rõ ràng nên chưa thể đưa ra kết luận được." "Chưa kết luận được?" Chu Lệ càng thêm bực. Bà ta lạnh giọng nói, "Chuyện đã rành rành ra thế rồi, ai cũng thấy rõ con trai tôi bị thương thế nào, không lẽ nó giả vờ chắc?" Chu Cầm thấy hơi khó xử, bà ta há miệng mà không nói được gì. Chu Lệ thì vẫn đùng đùng giận dữ. "Chị Em với tiểu Ân đến nhà chị là vì cô quạnh quá nên muốn tìm ai đó để nương tựa. Nhưng bây giờ, con rể chị Suýt nữa đã hại chết con trai em rồi, chị định tính sao đây? Bị Chu Lệ dồn ép quá, dù Chu Cầm vẫn biết đấy là em gái của mình, nhưng cũng không nhịn được cơn tức. Bà ta hầm hầm nhìn vào Sở Bắc rồi quát, "Sở Bắc, rốt cuộc chuyện là thế nào? Cậu nói rõ ra cho tôi, không được giấu giếm gì hết. Nếu không, sau này cậu đừng hòng về đây nữa." Mẹ mẹ nói thế là quá đáng đấy đây là nhà sở bắc mua sao mẹ lại nói thế câu nói của chu cầm đã khiến lạc tuyết nổi giận chu cầm hơi biến sắc mặt bấy giờ mới ngứa ra vì lạc tuyết nói đúng căn biệt thự này là của sở bắc nhưng ngay sau đó bà ta đã cười lạnh hừ thế thì sao nó đã lấy con thì nhà này cũng có phần của mình nếu nó mà không giải thích rõ ràng chuyện này thì mẹ vẫn có quyền đuổi nó ra khỏi nhà lạc tuyết chỉ biết cạn lời cô không ngờ chu lệ đã đủ càn quấy rồi mà mẹ mình cũng không kém phần mẹ mẹ làm con thấy thất vọng quá nói rồi lạc tuyết bực bội nhìn sang dương ân dương ân cậu có dám nói với mẹ mình là mình đã mời các bạn một bữa bao nhiêu tiền không dương ân biến sắc mặt đương nhiên cậu ta không dám nói chuyện này cho mẹ mình biết rồi cậu ta sợ nhớ mình nói ra thì sẽ bị mẹ đánh gãy chân mất dẫu sao 180.000 cũng là một con số quá lớn cho một bữa ăn. Nghĩ tới đây, Dương Ân bắt đầu úp mở nói, chúng nó đánh em mụ mị đầu óc rồi nên không nhớ là bao nhiêu tiền nữa. Cậu không biết ư? Lạc tuyết cười lạnh rồi ngoảnh sang Chu Lệ, gì, gì có biết bữa ăn hôm nay của Dương Ân là bao nhiêu tiền không? Chu Lệ ngập ngừng hỏi, cùng lắm chỉ một, hai nghìn chứ mấy? Thế mà chồng cháu cũng keo kiệt không trả hộ, thế mà là người thân à? chương 536 không ai hiểu con bằng mẹ. Lạc tuyết hít sâu một hỏi rồi bình thản nói, cháu chỉ muốn nói cho gì biết lý do sở bắc không trả tiền cho Dương Ân không phải anh ấy không muốn, mà là vì anh ấy không có nhiều tiền như vậy. Chu cầm ở bên cạnh nghe thấy thế thì lập tức cau mày. Tiểu tuyết, con nói nhanh lên, rốt cuộc Dương Ân đã tiêu bao nhiêu? Lạc tuyết lường Dương Ân rồi nói ra một con số khiến Chu Lệ và Chu Cầm phải trợn tròn mắt cái gì một trăm tám mươi nghìn ư chu lệ và chu cầm tái mặt với vẻ khó tin một bữa ăn mà những một trăm tám mươi nghìn ư gì mà khiếp thế chu lệ khó tin nhìn dương ân rồi hỏi tiểu ân lạc tuyết nói có đúng không mẹ con dương ân tái mặt lắp bắp nhìn chu lệ mà không nói ra lời thấy thế chu lệ thoáng thấy sợ hãi không ai hiểu con bằng mẹ thấy phản ứng này của dương ân bà ta đã biết đáp án rồi Lạc Tuyết đã nói sự thật. Dương Ân đã ăn một bữa cơm những 180.000. Nghĩ tới số tiền khổng lồ ấy, Chu Lệ trở thấy hoảng sợ. Bà ta nhìn Dương Ân rồi hỏi, Dương Ân, con mau nói cho mẹ biết, có đúng là con đã ăn một bữa cơm 180.000 không? Thấy không giấu được nữa, Dương Ân đành gật đầu. Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã, chuyện không hẳn là như vậy đâu, con. Chát, Dương Ân cuống lên định giải thích, nhưng cậu ta vừa há miệng thì đã bị chu lệ tát cho một cái đừng có lòng vòng nói ngay cho mẹ biết có đúng hay là không chu lệ đã hoàn toàn nổi giận dương ân bị tát thì gật đầu mẹ ơi con sai rồi con cứ tưởng sở bác trả được ai ngờ anh ta chẳng có xu nào đã thế còn mặc kệ chuyện sống chết của con nghe thấy thế chu lệ giận mà không có chỗ nào phát tiết nên vớ ngay cái chổi trong xó nhà rồi quật vào người dương ân Dương Ân không kịp né nên bị Chu Lệ đánh trúng ngay vào chân. "Á, à, mẹ ơi, đừng đánh nữa, đau quá." Vừa trúng một quật, Dương Ân đã kêu lên oai oái rồi chạy khắp nhà để trốn. Còn Chu Lệ thì tức giận đuổi theo. "Tao phải đánh chết mày, mày có biết 180.000 nhiều thế nào không hả? Cái thằng phá gia chi tử, mày tường mày là con nhà giàu chắc?" Chương 537 Chu Cầm thở dài một hơi. Chu Cầm không ngờ Dương Ân lại tiêu xài hoang phí như vậy. 180.000 không phải một khoản tiền nhỏ, vậy mà cậu ta tiêu không biết tiếc tay. Nếu Dương Ân mà là con trai của Chu Cầm thì chắc bà ta cũng đánh chết cậu ta rồi. Nhưng hiện giờ, hai mẹ con Chu Lệ đang ở trong nhà bà ta, nếu bà ta cứ mặc kệ cho Chu Lệ đuổi đánh Dương Ân rồi chẳng may xảy ra chuyện gì thì mất hay. Nghĩ vậy, bà ta không chút do so dự mà lập tức lao lên rằng lấy cái chổi trong tay Chu Lệ, gì nó, gì đang làm gì thế hả? Tốt xấu gì thì nó cũng là con trai của gì đấy, ừ thì nó đã phạm tội tài trời, nhưng gì định đánh chết nó hay sao? Nghe thấy thế, Chu Lệ càng thêm giận dữ. Chị, chị đừng cản em, hôm nay em phải đánh chết thằng trời đánh này, nó làm em tức muốn chết đi được. Chu Lệ giả bộ định nhặt cái chổi ở dưới đất lên. Chu cầm thấy thế thì chán nản nhìn Dương Ân rồi tức giận nói, còn ngây ra đấy làm gì? Lên tầng trên đi. Bấy giờ, Dương Ân mới hoàn hồn gật đầu rồi co giò chạy thẳng lên tầng trên. Chị, chị đang làm gì thế? Chu Lệ vẫn vùng vằng như thể chuẩn bị lao lên trên. Chu Cầm bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đẩy mạnh người em gái mình một cái. Được, tôi không cản nữa, dì muốn đánh chết nó đúng không? Đấy, dì lên đi, yên tâm lần này tôi không cản nữa đâu. Chu Lệ lập tức ngẩn người. Ngay sau đó, bà ta không đòi lao lên trên nữa, mà ngồi thụp xuống đất rồi gào khóc nức nở sao số tôi lại khổ thế này bà ta khóc lóc thảm thương ai không biết còn tưởng bà ta đang khổ sở lắm thấy thế chu cầm đành thỏa hiệp rồi ngồi xuống cất giọng an ủi được rồi ra rồi mà còn ngồi bù lu bù loa trước mặt đám trẻ thì còn ra thể thống gì nữa đừng để người ta cười cho nghe thấy thế chu lệ càng khóc ác liệt hơn chị sao đời em lại khổ thế cơ chứ đời này em chỉ mong Dương Ân có thể nuôi em khi về già, nhưng chị nhìn nó đi, có làm được cái tích sự gì đâu. chương 538 Chu Cầm lại bắt đầu dao động. gì cũng nghe thấy rồi đấy, biệt thự này có phải do tôi mua đâu, mà là của sở bắc. Nếu hai mẹ con ở hẳn đây thì không hay lắm đâu. Lẽ ra, Chu Cầm vốn định nhịn không nói chuyện này ra rồi. Dẫu sao Chu Lệ cũng là em gái của bà ta, Hiện giờ hai mẹ con lại không có nơi nào để đi thì ở tạm đây vài ba hôm cũng được. Nhưng Chu Lệ vừa nói như vậy thì có nghĩa là định ở lại lâu dài rồi. Dù Chu Cầm có mát tính đến mấy thì cũng sẽ không nhịn được nữa. Hai chị em họ đã có gia đình riêng, cho nên đôi lúc cũng phải suy nghĩ cho gia đình nhỏ của mình. Chu Lệ lập tức biến sắc mặt khi nghe Chu Cầm nói thế. "Chị, chị định đuổi hai mẹ con em đi à?" Chu Cầm do dự một lát rồi nói, "Không. Nhưng gì cũng thấy rồi đấy, nhà này không phải của tôi, nếu hai mẹ con gì sống hẳn ở đây thì không hay đâu." Chu Lệ lập tức tái mặt. Một lát sau, bà ta lại tỏ vẻ đáng thương rồi rơi nước mắt. "Chị, chị cũng thấy rồi đấy, Dương Ân vừa gây ra đại họa, mà giờ chị lại định đuổi hai mẹ con em đi, trong khi hai mẹ con em làm gì có nơi nào để đi đâu? Chị là chị ruột của em cơ mà, lẽ nào chị đành lòng nhìn hai mẹ con em lưu lạc nơi đầu đường xó chợ sao?" Chu cầm lại bắt đầu dao động. Chu lệ thấy thế thì mừng thầm rồi nói tiếp, mới lại, nếu người ngoài biết chuyện chị đuổi em ruột ra khỏi nhà thì còn gì là thể diện nữa. Lạc tuyết ở bên cạnh nghe thấy thế thì quyết định phản bác. Ai muốn nói gì thì nói, chứ nhà cháu đã tận tình tận nghĩa với mẹ con gì rồi. Gì cũng thấy rồi đấy, Dương Ân suốt ngày gây chuyện, ai biết khi nào cậu ấy lại gây họa động trời gì đó tiếp chứ. Rồi người ta đến tận đây thì nhà cháu biết phải làm thế nào vốn chu cầm còn đang lưỡng lự nhưng nghe lạc tuyết nói thế thì lập tức tỏ vẻ kiên định ngay bà ta nhìn chu lệ rồi nói gì nó tiểu tuyết nói đúng đấy hay là xong bà ta còn chưa nói hết câu thì chu lệ đã chen ngang chị họ hàng ở quê đều đã biết mẹ con chị mua biệt thự trên này rồi mọi người cũng biết hai mẹ con em lên đây nương nhờ chị nếu bây giờ chị đuổi mẹ con em đi thì mẹ con em đành phải về quê thôi Họ hàng mà biết chuyện thì kiểu gì cũng nói này nói nọ nhà chị đấy. Chu Cầm biến sắc mặt, trong lòng bắt đầu nổi giận. Chương 539 anh sẽ không can dự. Sau khi nghe Chu Cầm nói vậy, gương mặt vốn đang đau buồn của Chu Lệ lập tức mỉm cười. Em biết chị tốt với em nhất mà, chị yên tâm, nhất định em sẽ quản lý Dương Ân cẩn thận, không cho nó gây chuyện nữa đâu. Chu Lệ đành cắn răng gật đầu. Bà ta biết Chu Lệ đã nắm được điểm yếu của mình nên thôi đành vậy đã. Lạc Tuyết thấy thế thì chỉ biết lắc đầu. Cô rất hiểu mẹ mình, Chu Lệ nói ra câu đó thì đảm bảo mẹ cô sẽ không dám đuổi hai mẹ con bà ta đi nữa. Còn Sở Bắc thì chỉ có vẻ thờ ơ, không quan tâm. Loại tiểu nhân như Dương Ân và Chu Lệ không đáng để anh chú ý. Chỉ cần họ đừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh thì họ muốn làm gì thì làm, anh sẽ không can dự. Chu Cầm cũng biết Lạc Tuyết không hài lòng nhưng cũng chỉ đành cười trừ rồi đánh trống lảng sang chuyện cơm nước có lẽ vì bị vạch mặt tội nói dối nên dương ân cảm thấy xấu hổ không dám thỏ mặt xuống ăn cơm nữa sau đó chu lệ đã bưng cơm lên cho cậu ta nhưng vào bữa sáng ngày hôm sau dương ân đã trở lại trạng thái bình thường cậu ta xuống bếp ăn sáng rồi còn chủ động chào hỏi với lạc tuyết như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng lạc tuyết chỉ lạnh lùng liếc cậu ta một cái chứ không nói gì điều này khiến Dương Ân thấy hơi lúng tung và bực mình. Mẹ ơi, mẹ coi chị Lạc Tuyết kìa, dẫu sao con cũng là em họ của chị ấy cơ mà. Mới làm sai có chút chuyện thôi, mà chị ấy đã có thái độ như thế với con rồi. Dương Ân sắp tới gần mẹ mình rồi lau bao. Chu lệ lường cậu ta một cái rồi nhỏ giọng nói, con không biết xấu hổ à mà còn dám nói thế. Nếu không tại con gây chuyện ở bên ngoài thì chị họ con có như thế với chúng ta không? Thấy mẹ mình chuẩn bị nổi giận, Dương Ân nhanh chóng rụt cổ lại rồi vùi đầu ăn sáng, không dám ho he gì nữa. Ăn xong, Lạc Tuyết đang thu dọn bàn thì Chu Cầm đã đi tới cạnh cô. Tiểu Tuyết, ơm, mẹ có chuyện này muốn bàn với con. chương 540, sẽ trả nhanh thôi. Chu Cầm biến sắc mặt rồi nghiến răng nói, chuyện là sáng nay gì con hỏi vay tiền mẹ, nhưng mẹ làm gì có đồng nào đâu, con có thể cho mẹ mượn tạm một ít được không? Vay tiền. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết lập tức nhăn mặt, mẹ, mẹ có lẫn không thế? nhà mình cho mẹ con gì ấy ở lại đây đã là quá tốt rồi, thế mà họ còn dám mở miệng ra vay mình tiền, sao mà quá đáng thế? Chu Cầm chỉ biết cười trừ. mẹ biết chứ, nhưng gì ấy là em gái của mẹ. giờ hai mẹ con gì ấy đang khó khăn, người làm chị như mẹ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Lạc Tuyết hít sâu một hơi rồi nói, mẹ con gì ấy muốn vay bao nhiêu? Chu cầm thoáng do dự rồi nói ra một con số khiến lạc tuyết trợn trừng mắt. 50.000. Cái gì? 50.000. Lạc tuyết ngạc nhiên hô lên rồi nhìn chu cầm với vẻ khó tin, hỏi họ đòi vay những 50.000 ư. Chu cầm gật đầu rồi trần trừ nói, tiểu tuyết, mẹ biết 50.000 không phải là ít, nhưng thật sự là hai mẹ con gì ấy đang gặp khó khăn, nếu trong khả năng của mình thì chúng ta cũng nên giúp. Lạc tuyết lắc đầu rồi bắt đầu nổi giận. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nghĩ gì luôn đấy, tại sao mẹ lại đồng ý với gì ấy? Chẳng lẽ mẹ không biết tình cảnh hiện giờ của nhà ta thế nào ư? Mẹ biết chứ, nhưng Tiểu Tuyết, mẹ cũng có nỗi khổ của mình, mong con có thể hiểu cho mẹ. Nỗi khổ? Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng rồi kiên định nói, mẹ muốn cho gì ấy vay tiền thì tùy mẹ, nhưng con nói trước là con không có tiền đâu. 50.000 không phải một khoản tiền nhỏ, hiện giờ Lạc Tuyết không có nhiều tiền như vậy mà dù có thì cô cũng không bao giờ cho Chu Lệ vay. Nghe thấy thế, Chu Cầm lập tức nhăn mặt. Trước đó con chẳng được nhận 300.000 tiền cổ phần còn gì, giờ lấy ra một ít cho gì con vay, gì ấy hứa là sẽ trả nhanh thôi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 540.